Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Wani Good Day. Rát hào hứng tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước đến gặp bé người yêu giả Wani. Thế nhưng không ngờ cậu lại bắt gặp cảnh tượng tình ngay lý gian, Wani hóa trang bé báo hấp dẫn, lại ở bên anh trai tình đầu người Trần Như Nhộng, tình cảnh mà ai gặp cũng nghĩ là họ vừa trải qua chuyện tình nóng bỏng gì đó trên giường. Rát cuối cùng cũng đem hết ấm ức, ghen tuông bao ngày qua xả ra, cậu thẳng thừng nói lời chia tay với Wani, đang ngơ ngác đắm chìm trong tình yêu. Như mọi đêm lãng mạn, Rát và Wani đang cùng nhau say giấc nồng, bất ngờ Wani tỉnh dậy trước vì bên cạnh Rát nhúc nhích người liên tục. Nhìn cậu tóc đau đớn quằn quại trong giấc mơ, Wani cảm thấy vô cùng xót xa, cơn ác mộng về những chấn thương của trận đấu trước liên tục khiến Rát ám ảnh đau đớn từ sâu trong tiềm thức. Wani thấy vậy thì lo lắng gợi ý Rát nên thử đi gặp nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên Rát với chuyện này lại lo lắng e ngại không muốn để cho bất cứ ai biết, rồi cậu chợt nhận ra hai người sắp phải xa nhau một khoảng thời gian dài. Lúc mà Wani đi tham gia thuyết trình giành học bổng cũng là lúc Rát tiến vào thi đấu. Nhân cơ hội này, Wani quay sang muốn xin Rát một món quà thưởng nhỏ. Nếu cậu đủ tự tin giành chiến thắng khi thuyết trình thì Rát phải đồng ý đến gặp Cao, bởi vốn dĩ Cao là bác sĩ tâm lý giỏi nhất mà Wani biết, hơn nữa lại vô cùng kín tiếng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Rát vô tình tìm thấy một quyển nhật ký trên bàn, tò mò mà xem thử, không ngờ lại thấy ảnh phim tình cảm của Wani và anh Tê, mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt Rát tỏ rõ sự ghen tuông nghi ngờ. Cả hai cùng nhau dùng xong bữa sáng, Wani ra cửa để tạm biệt Rát. Rát nhìn gương mặt đáng yêu búng ra sữa của Wani thì không chịu được mà trêu chọc, hôn miếng. Ai ngờ cu cậu ngại ngùng rụt lại, quyết giữ bằng được nụ hôn đầu, Rát chỉ mỉm cười hôn lên má để giữ năng lượng rồi rời đi. Thế nhưng trong lòng Rát vẫn luôn lấn cấn chuyện tấm ảnh, bởi đằng sau nó còn ghi dòng chữ yêu anh tay nhất trên đời. Hơn hết quyển nhật ký đó còn từng bị Wani thẳng thừng vứt vào thùng rác, bây giờ nó lại nằm trên bàn khiến Rát nghi ngờ khá nhiều. Nhưng Rát không ngờ được Wani đã yêu mình từ lâu mà ngượng không dám nói ra, sự chậm chạp này của Wani còn khiến anh bạn Cao thiếu điều muốn tỏ tình hộ ấy chứ. Vậy mà Rát bên này bị phân tâm không thôi, thậm chí chỉ với đối thủ đánh qua tay kiếm tiền mà cậu cũng tưởng tượng ra mặt cha Te đáng ghét. Buổi trưa, Rát đến bệnh viện đợi Wani tan làm rồi cùng đi ăn. Lỡ đã diễn vở kịch tình yêu công khai rồi thì Rát chơi tới bến luôn, quyết định cùng Wani diễn vở anh bác sĩ đáng yêu và chàng người yêu nóng bỏng. Ánh mắt thâm tình của cả hai khiến bác sĩ bên cạnh phải xin phép mới trên miệng vào được. Wani vừa rời đi thì anh Te từ đằng xa tiến đến nghiêm nghị hẹn Rát nói chuyện riêng. Te hỏi Rát liệu có phải người yêu giả của Wani không, bởi anh ta đã bắt gặp cậu thân mật cùng một nữ sinh khác làm hoạt động chung trên trường. Không những thế còn có nhiều fan hâm mộ chụp hình họ lại để đẩy thuyền nữa. Te tỏ vẻ như đang cố gắng bảo vệ và cảnh cáo Rát không được làm tổn thương Wani. Anh ta còn sĩ diện khoe đã quen biết Wani 8 năm, thừa để biết em ấy thích gì và muốn gì. Thế nhưng Rát cũng đâu có vừa, khẳng định mình và Wani là tình thật, thích đụng thì chạm để xem Wani sẽ nghiêng về phía ai hơn nào. Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Rát luôn đứng ngồi không yên, cậu đã hỏi cả ý kiến người thân nhưng vẫn không xác định được câu trả lời mong muốn. Liệu rằng một người nói rằng không quan tâm đến ai đó nữa thì có giữ lại đồ của họ không? Ý nghĩ đó cứ khiến khoảng không gian của Wani và Rát trở nên bất thường. Rát ghen tuông nổi bản tính chiếm hữu, chỉ muốn ôm chặt lấy Wani trong lúc tập luyện, hai người cùng nhau tập tạ mà tưởng cho bàn dân thiên hạ xem phim con heo không á, cứ mắt đối mắt, súng sắt bên súng như này thì đạn trong lòng nổ đùng đùng mất thôi. Cả hai cứ hở ra là dính lấy nhau gợi đòn, thế nhưng có nóng bỏng đến mức nào thì Wani vẫn cứ né tránh không chịu để Rát hôn. Buổi tối, Rát vượt cửa trốn chạy tập đi gặp người tình Wani bé nhỏ, dự là sẽ có một trận nổ súng long trời lở đất của hai đứa. Wani bên này đã hóa thú con đáng yêu, chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn rượu vang, chỉ cần anh Top mang cây xúc xích to chà bá ảnh tới là quất thôi. Nào ngờ khi mở cửa, người bên ngoài lại là anh Te. Đến lúc Rát thơm tho đến nhấn chuông thì đã không còn thấy ai trong nhà nữa rồi, thậm chí đồ hóa trang hấp dẫn đã bị cởi bỏ hết trên ghế. Thì ra Wani đã qua nhà anh Te rồi, anh ta lấy lý do bàn về chuyện thuyết trình ở Nhật Bản dụ Wani đến phòng mình, còn chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn rượu vang đầy nến. Wani mặc dù hơi sững chân nhưng vẫn hợp tác làm việc. Mãi đến lúc sau, Rát mới nghe thấy tiếng gõ cửa, không ngờ người tìm đến lại là bác sĩ Cao. Trước khi rời đi, Wani có gửi tin nhắn thoại cho Cao, nhờ cậu bạn đến giải vây chứ không là bị anh Te hấp diêm kỳ này chắc luôn. Quả nhiên là có chuyện, anh Te bên này vừa bàn chuyện thuyết trình với Wani vừa nhân cơ hội sờ tóc vuốt ve, còn liên tiếp đánh mắt đưa tình với Wani, suýt nữa thì kéo được Wani hôn mình. May mà Wani còn tỉnh táo, khoai anh bé tí nên em chơi nha. Wani kiếm cớ trốn tránh, vô tình lại ngã vào người anh Te. Tình cảnh ngại ngùng xảy ra, anh Te vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó lại vì cái vòi nước hỏng mà hai người tiến đến sát nhau với cái body Trần Như Nhộng. Vừa hay lúc này, Cao và Rát tìm đến cửa phòng của Te, thân hình Te vừa ướt át vừa thở hồng hộc mở cửa khiến tất cả đều rơi vào nghi ngờ. Rát lập tức điên lên, đấu mắt đấu miệng với Te, Te cũng không vừa cố gắng tỏ ra kèo trên chiến thắng Rát, khiến cậu càng lộn ruột hơn. Rát lập tức lao vào đấm thẳng vào mồm anh Te, điều khiến cậu thất vọng hơn là Wani lại mắng cậu, không những thế còn cho rằng Rát thô lỗ và vô cùng lo lắng cho anh Te. Rát nổi giận bỏ chạy về phòng, Cao hiểu luôn bộ mặt nhếch mép của Te nên đề nghị ở lại nói chuyện riêng.
Wandy mang chiếc đuôi ngúng nguẩy chạy hết hơi đuổi theo Zat, thế nhưng chưa kịp giải thích gì đã bị Zat trợn tròn mắt tỏ vẻ buông xuôi chán nản. Cậu đem hết ấm ức vướng mắt bao ngày qua thẳng thừng mà nói lời chia tay với Wandy, mà đã chia tay thì trả quà. Zat lạnh lùng lấy lại chiếc dây chuyền trên cổ Wandy rồi bỏ về. Cậu vừa trở về, đã gặp ngay tình đơn phương ngồi đợi trước cửa, thế nhưng trong lòng Zat bây giờ tràn đầy tổn thương không thể nói nên lời. Bên này Wandy đau buồn, thổi từng ngọn nến một, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khiến trái tim cậu quặn thắt lại, lần đầu tiên nước mắt của Wandy lại đau xót đến khó chịu như thế. Sự hiểu nhầm đẩy lên đến đỉnh điểm, thậm chí Zat còn không chịu có mặt để tiễn Wandy. Trước ngày đi Nhật Bản, cậu dành hết tâm sức tập luyện như phát cuồng. Buổi tối ở Nhật Bản, anh ta mượn rượu để bày tỏ với Wandy. Anh ta từng nghĩ mình chỉ thích Wandy như một người em đáng yêu. Cho đến khi Zat xuất hiện thì anh ta nhận ra tâm tình thực sự của mình. Anh ta say quắc cần câu đè luôn cả Wandy xuống giường. May mà chưa kịp chứng minh tình cảm thì đã bất tỉnh nhân sự mất rồi. Bên này, Zat lại vô tình có tình huống khó xử với em Tem. Suýt chút nữa thôi hai người đã môi chạm môi tiến vào mối quan hệ mới. Thế nhưng Zat cũng không hiểu vì sao cậu lại tự mình rút lại trước người mình thích. Thì anh đã gia nhập BD phái nên không còn cảm xúc với gái nữa đó, có biết không hả? Trận đấu của Zat cuối cùng cũng đến, cậu bước lên sàn hiên ngang đầy tự tin. Ngay cả những cú đỡ đầu tiên cũng toát ra sự uy lực khiến đối thủ phải khiếp sợ. Vậy mà chỉ ngay sau đó thôi, tâm trí Zat đột ngột bị phân tâm. Cậu liên tục nhìn thấy những hình ảnh thân mật âu yếm của Wandy và anh Tae trên hàng ghế ngồi. Một lần rồi hai lần như thế Zat hoàn toàn để tâm trí lấn át suy nghĩ. Kết quả là khiến cho bản thân bị đối thủ chấn áp thua một cách nhục nhã ngay trên sàn. Trận đấu này khiến cho tâm lý của Zat bị bất ổn toàn tập. Toàn bộ anh em cùng trong câu lạc bộ tỏ ra vô cùng bất mãn và thất vọng. Wandy bên này vừa hoàn thành xong bài thuyết trình của mình, cậu nghe tin vội vã chạy về nước, xuất hiện ngay đằng sau Zat đang đau khổ. Thế rồi Wandy tiến đến hôn lên môi Zat, cứ như một giấc mơ, vì trước đó Zat cũng đã xin Wandy một phần thưởng, đó là nếu cậu giành chiến thắng thì sẽ nhận được nụ hôn đầu của Zat. Việc Wandy chủ động hôn Zat ngay cả khi cậu không chiến thắng đã chứng minh tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Zat cũng tự động tháo dây chuyền trên cổ mình xuống đeo cho Wandy để làm hòa. Hôm sau, Zat cùng Wandy trở lại câu lạc bộ luyện tập, nhìn thái độ tức giận của anh Jae khiến Zat không thể nào yên lòng. Zat tiến đến bên anh Jae đang cầm tấm ảnh trước kia của hai người chủ động xin lỗi. Cậu hy vọng Jae sẽ tiếp tục giúp mình thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới. Buổi tối, tất cả cùng tụ tập ăn uống giải hòa, Zat và Wandy cũng đâm cùng nhau để góp vui một món. Anh đâm lên em đâm xuống liên tục tạo ra món gỏi đu đủ Thái Lan siêu ngon chứ danh. Buổi tối vui vẻ cứ thế kết thúc bằng một tấm ảnh tập thể đáng yêu, cho đến khi Tem vô tình nhìn thấy tấm ảnh thân mật của Zat và Wandy khiến cô cảm thấy khó chịu, thế nhưng vẫn nhất quyết tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì mờ ám cả. Bên này Zat còn kiếm đủ mọi cách để được gần gũi với Wandy. Trận đấu thua thảm vừa rồi tuy không có ảnh hưởng đến chức vô địch hướng tới của Zat, thế nhưng Zat lại đem theo nỗi ám ảnh tâm lý lớn, bởi cậu còn vô tình bị đeo bám bởi một bóng đen kỳ lạ trên sàn đấu. Wandy cảm thấy lo lắng nên đã đem chuyện này kể với bạn thân Cao. Cao cũng khuyên anh nên nhanh chóng tìm cách đưa Zat đến gặp mình điều trị. Lúc này ở bệnh viện có tổ chức một đêm khiêu vũ lớn, anh Tae vừa nhận thông tin đã vội chạy đến rủ Wandy làm bạn đồng hành. Tuy nhiên Wandy chưa kịp phản ứng thì bà bác sĩ mê trai đã xen vào ngang, đòi làm bạn đồng hành của Tae đêm hôm đó. Để không kém thế, Wandy chạy về một lần nữa nhờ Zat đến diễn vai người yêu nóng bỏng cho thiên hạ lé con mắt. Thế là Wandy phải trao đổi bằng một bữa tối lãng mạn tự tay chuẩn bị. Zat vừa nhìn qua đã cảm thấy phấn khích, món phụ còn ngon bá cháy bọ chét như vậy thì món chính còn ngọt nước đến cỡ nào nữa. Ăn xong cả hai cùng đến một tiệm cho thuê đồ hóa trang để thuê đồ. Wandy năn nỉ mãi Zat mới chịu hợp tác đi thay hết đồ công tử đến hoàng gia. Quả nhiên lụa đẹp vì người, mặc gì cũng thấy cả hai sáng chói. Cho đến khi họ mặc lên hai bộ vest trắng là đã tưởng tượng được ngay khung cảnh dẫn nhau vào lễ đường rồi đó. Sau đó Wandy đưa Zat đến gặp người bà thân yêu của mình để học khiêu vũ. Vừa ngắm nhìn Zat hăng say tập luyện vừa nghe bà tâm sự chuyện tình yêu, khiến trong lòng Wandy dấy lên đầy suy nghĩ. Không những thế, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa tại Thái Lan, bên này cũng có một đôi đang yêu đương nồng cháy. Cuối cùng thì tình tiêu của anh Jae và em Jae cũng sắp đến ngày được viên mãn cạnh nhau. Anh Jae lãng mạn quỳ xuống tập duyệt trước màn cầu hôn khiến Jae cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả hai quyết tâm khi nào xong việc sẽ đi đăng ký kết hôn. Tính ra BD Thái sướng hơn BD Việt Nam chúng mình các bác nhỉ, họ được pháp luật công nhận rồi còn BD Việt Nam chúng ta thì không. Buồn quá đi mà. Hôm sau Zat đến trường học kèm cùng bánh bèo Tem, thấy sắc mặt Tem có vẻ khó chịu, anh mới chọc cười vài câu, ngẫn một lúc thì Tem cũng hỏi Zat rốt cuộc có đến buổi khiêu vũ ở bệnh viện với Wandy hay không. Mặc dù không nói ra trực tiếp, nhưng nhìn ánh mắt thôi cũng có thể thấy, Tem đang có một chút nhen nhóm ghen tuông ở trong lòng đối với chuyện này. Buổi tối, Zat và Wandy ở nhà chuẩn bị tươm tất tóc tai, vuốt vuốt các kiểu cho buổi khiêu vũ, mặc lên bộ lễ phục trắng khiến cả hai bành trai hơn bao giờ hết. Thiếu điều chỉ muốn lao vào nhau khỏi cần đến vũ hội nữa. Lúc này ở trường, Tem vừa hoàn thành buổi họp, đàn anh Om bất ngờ ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, thế nhưng nửa đường anh ta bất ngờ dừng xe lại, nói có điều muốn tâm sự riêng với em Tem. Tâm sự gì mà Om bắt đầu đặt tay lên đùi Tem sờ soạn thế, khiến Tem sợ hãi, Tem vội gửi tin nhắn kêu Zat đến cứu mình.
Zat cũng không cân nhắc nhiều, lập tức chạy vội đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn dặn Wandy cứ đến bữa tiệc trước, mình sẽ đến sau. Thế là Wandy phải một thân đơn độc đến buổi khiêu vũ, nhìn cặp đôi trai tài gái sắc, anh te với nữ bác sĩ mê trai, trong lòng cậu lại càng thấy hồi hộp. Wandy chạy ra bên ngoài sân cố liên lạc với Zat, thế mà bác sĩ te cũng lén lút đuổi theo sau. Anh ta đã không còn muốn tỏ ra bề trên để được Wandy theo đuổi nữa. Nhân lúc không có Zat ở đây, te nắm lấy tay Wandy bày tỏ hết tấm lòng của mình. Chỉ cần bây giờ Wandy đồng ý thì anh te sẽ bỏ luôn nữ bác sĩ mà đến bên Wandy làm bạn nhảy hôm nay. Ánh mắt thâm, tình đầy chân thành của anh te suýt chút nữa khiến Wandy lung lay. Cậu ngượng ngùng gật đầu nhưng đến khi te tiến tới hôn thì cậu chợt hồi tỉnh, đẩy tên te khoai bé tí ra mà từ chối phũ phàng. Wandy cho rằng anh te quá nhạt nhẽo đối với mình nên không muốn đồng hành vì không cùng đẳng cấp. Bị mỉa mai đến như vậy mà te vẫn mặt dày níu lấy Wandy, cho đến khi Wandy lạnh lùng quay lưng bước đi mới chịu thôi. Hai người quay lại buổi tiệc, cũng là lúc bắt đầu chấm điểm khiêu vũ và trang phục. Anh te lướt qua Wandy đầy vẻ kiêu ngạo bởi vẫn không thấy Zat xuất hiện. Khi người dẫn chương trình ra hiệu buổi khiêu vũ bắt đầu, anh te tay thì nắm tay bác sĩ nữ nhưng ánh mắt vẫn không rời được khỏi Wandy. Cuối cùng te đã dứt khoát gạt phăng tay của nữ bác sĩ mê trai mà tiến đến bên Wandy đang đứng bơ vơ một mình. Vừa ngay khoảnh khắc quan trọng, Zat bảnh trai từ xa đẩy cửa chạy vào, nở nụ cười rạng rỡ trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chỉ tội mỗi anh te, vừa định qua mời chào Wandy nhảy cùng, nào ngờ thằng tình địch đã tới. Quê quá đi về thì bà bác sĩ mê trai cũng biến đâu mất tiêu. Thế là cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình, anh te mất cả chùy lẫn trai các bác ạ. Zat đối mặt với Wandy như cặp tình nhân tiễn vào lễ đường, đẹp đôi đến lóa mắt người nhìn, hai hoàng tử cùng nhau hòa một điệu nhảy lấp lánh ánh đèn, bản nhạc bên ngoài kia còn không lãng mạn bằng bản nhạc tình trong trái tim cả hai. Cứ thế hòa trong điệu nhảy lãng mạn, Zat ghé thầm vào tai Wandy, có lẽ tôi đã thực sự yêu bác sĩ mất rồi. Khoảnh khắc này trái tim Wandy như tan chảy giữa bộn bề lo lắng. Hôm sau Zat còn tự giác đi khám đúng giờ với Wandy, có lẽ tại mũi tiêm thứ hai này không còn là bạn bè đi cùng nhau nữa. Họ đã ở trên một cương vị khác rồi, đã đến lúc anh chính thức theo đuổi bác sĩ Wandy rồi, cố lên nhé! Phim Wandy Good Day tập 7 và 8 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 9 và 10 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!